Tivi à, sáng 5 giờ rồi mà con không chịu ngủ là sao vậy? Để cho mẹ của con đi ngủ nữa chứ. Tại sao con phải bắt những người yêu thương con phải khổ vì con như thế? Thức đêm thức hôm canh con hoài à. Ở trong rừng lúc nào con cũng được yêu thương, được ba mẹ chơi với, chung với con, với các anh chị em của con nữa. Giờ con buồn con không ngủ được, con không an ủi con được tiếng nào, cách con hoài à. Trời đất ơi, con lấy hết thời gian luôn của mọi người rồi còn muốn gì nữa? 3 giờ thì bơi tới 5 giờ, 5 giờ thì chơi tới mấy giờ rồi mới chịu đi ngủ đây hả ông tướng? Ngủ đi cho mẹ nuôi của con được đi ngủ nữa.